Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Chớ trả thù. Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đoạn tin mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười vì có vẻ nó dung túng sự ác và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược. Người ta hay nghĩ rằng nếu cứ sống theo tinh thần của Chúa Kitô thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tắc oai tắc quái trong thế giới này. Tuy nhiên, chính vì con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ. Đánh phụ đầu là đánh trước khi người kia kịp đánh mình. Trên thế giới mỗi ngày có biết bao vụ sát nhân chỉ vì một chút hờn oán. Mắt đền mắt, răng đền răng. Câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của cựu ước. Thật ra, cựu ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù. Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cân xứng. Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuở ban đầu, mắt đền mắt đã là một tiến bộ đáng kể. Đức Giê-xu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác, nghĩa là đừng lấy ác báo ác, đừng sống theo luật báo phục. Nếu bị ai vả má bên phải, hãy đưa cả má bên kia ra nữa. Bị vả má bên phải nghĩa là bị tát bằng mu bàn tay phải. Không phải là đau hơn, nhưng là nhục nhã hơn nhiều. Đức Giê-xu đã từng có kinh nghiệm này trong cuộc khổ nạn. Đưa má kia đơn giản chỉ có nghĩa là tránh trả thù, chịu mình ở thế yếu, vì báo oán là chuyện của Thiên Chúa. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, hãy để cho hắn lấy cả áo ngoài nữa. Ở phương Đông, áo ngoài là quan trọng để chống lại cái lạnh ban đêm. Nên nếu bị cầm cố,
thì cũng phải trả lại cho người ta có cái mà đắp. Đưa cả áo trong lẫn áo ngoài cho kẻ kiện cáo mình là chấp nhận bị trần trụi và xấu hổ. Nếu ai đó chỉ có một bộ thôi. Trong xã hội Palestine bị đô hộ bởi đế quốc Roma, chuyện bị ép vác đồ dùng cho lính tráng vẫn hay xảy ra. Người bắt anh đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Môn đệ Đức Giê-xu, trước những ép buộc không mấy chính đáng, chẳng những được mời ưng thuận, mà còn làm hơn cả điều bị ép buộc. Câu cuối của bài tin mừng cho thấy thái độ bác ái của Kitô hữu trước những yêu cầu có thật của tha nhân. Mở lòng ra trước người xin, người muốn vay mượn, dù kẻ ấy là kẻ thù hay người không có khả năng hoàn trả. Lời của Đức Giê-xu hôm nay làm chúng ta choáng váng. Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù. Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho lời này thấm vào lòng từ từ, đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu. Và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác. Hiền hậu, bao dung, quảng đại, đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng. Gandhi, người say mê những câu lời Chúa hôm nay, đã than phiền: tôi thích Đức Kitô của các anh, nhưng tôi không thích các Kitô hữu, vì các Kitô hữu chẳng giống Đức Kitô mấy. Chỉ mong chúng ta có trái tim hiền hậu giống Đức Kitô hơn. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng. Không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
ngày 19 tháng 6, Thánh Romualdo Viện Phụ, sinh năm 951, mất năm 1027. Thánh Romualdo, sinh năm 951, thuộc dòng họ quyền quý ở Ravenna, nước Ý. Quãng đời thanh thiếu niên của Ngài không có gì là đặc biệt. Một ngày kia, Ngài chứng kiến cảnh người cha nóng tính của Ngài giết chết người bà con trong một cuộc tranh chấp đất đai. Quá hoảng sợ, Ngài trốn trong một đan viện gần Ravenna trong 40 ngày để ăn năn đền tội cho cha mình cũng như cho sự đồng lõa của chính Ngài. Lẽ ra, Ngài đã trở về cuộc sống bình thường như trước, nhưng trong thời gian 40 ngày ấy, Ngài đã thực sự hoán cải. Vì vậy, thay vì trở về nhà, Romualdo đã xin gia nhập dòng Biển Đức. Sau 3 năm, Ngài từ giã đan viện để đi tìm một đời sống khắc khổ hơn và trở thành môn đệ của vị ẩn sĩ Marcinus gần Venice. Ngài khao khát được tử đạo vì Đức Kitô và Ngài được Đức Giáo Hoàng cho phép đi truyền giáo ở Hung Gia Lợi. Nhưng khi đến nơi, Ngài phải trở về vì lâm trọng bệnh và cao tuổi. Trong 30 năm tiếp đó, Ngài đi khắp nước Ý để thành lập các đan viện, các viện khổ tu ở miền Bắc và miền Trung nước Ý. Năm đan viện khổ tu mà Ngài thành lập có truyền thống kết hợp đời sống khổ tu giữa Đông và Tây và trở thành nhà mẹ của dòng Camaldoli dưới quy luật Biển Đức đã được Ngài biến cải. Ngài đã từ trần ngày 19 tháng 6 năm 1027 tại Valdis Castor Vitrino nước Ý. Khi cải táng mộ phần của Ngài vào năm 1466, người ta phát hiện ra thi hài của Ngài vẫn còn tươi tốt. Tình trạng xác thánh hiện nay như thế nào vẫn chưa biết vì lần khai quật cuối cùng đã được tiến hành vào ngày 7 tháng 2 năm 1481. Xác của Ngài được đặt trong một quan tài bằng đá thời Trung Cổ, mặt trên được trang trí nghệ thuật từ thế kỷ thứ 18. Hiện đang được lưu giữ tại tầng hầm kính thánh nhang trong đan viện thánh Biggio và thánh Romualdo ở Fariano Ancona, nước Ý. Vị ẩn sĩ thánh thiện đã được Đức Thánh Cha Gregorius XIII tôn phong hiển thánh năm 1582. Lời bàn: Đức Kitô là vị lãnh đạo nhân từ, nhưng Ngài mời gọi chúng ta trở nên hoàn toàn thánh thiện. Thỉnh thoảng, trong lịch sử giáo hội, chúng ta vẫn được thách đố nên thánh bởi những người tận tụy hy sinh với tinh thần hăng say và sự thay đổi. Dĩ nhiên, chúng ta không thể trở nên hoàn toàn giống họ, nhưng điều đó không làm mất ý nghĩa lời kêu gọi của mỗi người chúng ta là hãy mở lòng cho Thiên Chúa tùy theo hoàn cảnh của từng người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.